Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Nai quê tôi. Và bữa nay sẽ cập nhật tình hình để mọi người cùng theo dõi. Và trong 24 giờ qua tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh đã ghi nhận thêm 528 ca dương tính, trong đó có 3 ca qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 123 ca trong khu phong tỏa và 402 ca trong khu cách ly. Cụ thể, thành phố Biên Hòa vẫn nhiều nhất với 415 ca, huyện Nhân Trạch 61 ca, huyện Vĩnh Cửu 11 ca, huyện Trảng Bom 2 ca, huyện Tân Phú 18 ca, huyện Long Thành 5 ca, huyện Thống Nhất 4 ca, huyện Cẩm Mỹ 12 ca. Riêng huyện Xuân Lộc, Định Quán và thành phố Long Khánh không ghi nhận ca mới. Trong 3 ca qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ghi nhận 2 ca tại thành phố Biên Hòa, 1 ca tại huyện Thống Nhất. Trong 123 ca trong khu phong tỏa ghi nhận nhiều nhất tại phường Bình Đa 21 ca, Tam Hiệp 19 ca, Tân Biên 10 ca của thành phố Biên Hòa, Phước Thiền 11 ca tại Nhơn Trạch. Tính đến nay, tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại Đồng Nai là 52.556 ca. Số ca bình phục là 823 ca, nâng tổng số ca bình phục là 37.105 ca, có 5 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 488 ca. Về tình hình chích vaccine, chúng ta đã chích mũi 1 được trên 2.068.145 liều, trong đó có 202.017 người đã tiêm đủ liều. Và như vậy là trên biểu đồ ngày hôm nay thì mọi người có thể nhìn thấy là chúng ta có một số khu vực như là Bình Đa 21 ca trong khu phong tỏa và Tam Hiệp 19 ca trong khu phong tỏa. Hai khu vực này là hai khu vực đang là điểm nóng tại thành phố Biên Hòa đến bây giờ. Tiếp theo thì tôi sẽ cập nhật tình hình biểu đồ tại khu vực thành phố Biên Hòa để mọi người cùng theo dõi. Đây là biểu đồ trên địa bàn thành phố Biên Hòa cập nhật đến 17 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, khu vực thành phố Biên Hòa đã ghi nhận thêm 415 ca dương tính mới, nâng tổng số ca dương tính lên 22.124 ca. Số trường hợp F1 là 4.368, số trường hợp F2 là 35.272, số ca tử vong là 196 và số ca bình phục khỏi bệnh là 13.437. Và trong 415 ca dương tính mới trong 24 giờ qua ghi nhận tại Long Bình 38 ca, Tam Phước 50 ca, Long Bình Tân 8 ca, Hóa An 1 ca, An Bình 97 ca, Tân Biên 33 ca, Hồ Nai 40 ca, Tân Phong 3 ca, Tràng Dài 8 ca, Quang Vinh 2 ca, Tân Hiệp 12 ca, Bửu Hòa 19 ca, Tân Hòa 3 ca, Tam Hiệp 36 ca, Bình Đa 32 ca, Hòa Bình không ghi nhận ca mới, Tân Mai 3 ca, Long Hưng không ghi nhận ca mới, khu vực phường Tân Vạn không ghi nhận ca mới, Quyết Thắng ghi nhận 1 ca, phường Bửu Long ghi nhận 1 ca, Tân Hạnh không ghi nhận ca mới, phường Thống Nhất ghi nhận 9 ca, An Hòa 5 ca, Tam Hòa 9 ca, Hiệp Hòa 3 ca, Tân Tiến tăng 1 ca và cuối cùng là Thanh Bình không ghi nhận ca mới. Và đến lúc này mọi người có thể nhìn trên biểu đồ khu vực có số ca tăng trong 24 giờ qua nhiều nhất vẫn đang là An Bình 97 ca, và ngày hôm qua thì An Bình cũng tăng 120 ca, Tam Phước là 50 ca, Hồ Nai là 40 ca, Long Bình là 38 ca, Tam Hiệp là 36 ca, Bình Đa là 32 ca. Và trong 24 giờ qua, một số khu vực đang có số ca tăng trong khu phong tỏa nhiều đó chính là Tam Hiệp và Bình Đa. Tại khu vực Tam Hiệp đó chính là khu vực giáo xứ Bùi Hưng. Ngày hôm qua khu vực giáo xứ Bùi Hưng số ca dương tính tại khu phong tỏa trong giáo xứ rất là đông. Và khu vực phường Bình Đa là chỗ khu vực gần quán cơm Cây Đa, khu vực đằng sau quán cơm, số ca dương tính trong 24 giờ qua đã tăng tại khu vực này rất là đông. Và đến thời điểm này thì khu vực thành phố Biên Hòa vẫn đang là khu vực có nguy cơ rất là cao. Và trong 24 giờ qua có thêm 528 ca dương tính thì khu vực thành phố Biên Hòa đã chiếm hơn 60% là 415 ca. Chính vì vậy mà đây vẫn là khu vực nguy cơ rất là cao.
Một tin vui là các huyện cũng như là thành phố Long Khánh trong 24 giờ qua số ca đang giảm rất là rõ rệt. Đó là một tín hiệu rất là đáng mừng. Tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn thành phố Long Khánh cập nhật đến 15 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2021. Và lúc này mọi người có thể nhìn trên biểu đồ khu vực thành phố Long Khánh đang là một màu xanh. Tất cả các khu vực trong thành phố Long Khánh đều đang là màu xanh. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại thành phố Long Khánh là 337. Số trường hợp F1 là 35, số trường hợp F2 là 10, số ca khỏi bệnh là 324 và số ca tử vong là 6. Như vậy là trong 24 giờ qua, khu vực thành phố Long Khánh không ghi nhận ca mắc mới. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Định Quán, cập nhật đến 17 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2021. Lúc này nhìn trên biểu đồ thì mọi người có thể thấy là khu vực huyện Định Quán đã phủ hết một màu xanh. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Định Quán không ghi nhận ca mắc mới. Và trong khoảng gần một tuần qua, khu vực huyện Định Quán không ghi nhận ca mắc mới. Đây là một tín hiệu rất là đáng mừng. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Định Quán là 254, số trường hợp F1 là 2, số trường hợp F2 là 8, số ca tử vong là 6 và số ca bình phục khỏi bệnh là 186. Xin chúc mừng huyện Định Quán. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Thống Nhất cập nhật đến 17 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Thống Nhất đã ghi nhận thêm 4 ca dương tính mới thuộc Dầu Dây, khu vực vùng vàng 1 ca. Dầu Dây bây giờ là có 67 ca, Gia Kiệm là 2 ca, Gia Kiệm có 121 ca. Xã Gia Tân 1 ghi nhận 1 ca, nâng tổng số ca lên 62 ca. Lúc này tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Thống Nhất là 550 ca. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ cập nhật đến 17 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Cẩm Mỹ đã ghi nhận thêm 12 ca dương tính mới thuộc Xuân Tây là 4 ca, Xuân Đông 7 ca và khu vực Bảo Bình tăng 1 ca. Lúc này khu vực huyện Cẩm Mỹ còn một khu vực đó chính là Xuân Tây là màu vàng, còn hầu hết đã chuyển hết sang màu xanh. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Cẩm Mỹ là 246 ca, số ca bình phục khỏi bệnh là 192 ca. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Xuân Lộc cập nhật đến 17 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Xuân Lộc không ghi nhận ca mắc mới. Số ca trong đợt dịch thứ tư tại huyện Xuân Lộc lúc này là 316. Số trường hợp F1 là 161, số trường hợp F2 là 404. Số ca tử vong là 4 và số ca bình phục khỏi bệnh là 266. Và đến lúc này, khu vực huyện Xuân Lộc đã phủ hết màu xanh, riêng chỉ có Xuân Hòa là màu cam. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Trảng Bom cập nhật đến 17 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2021. Và một tin vui trong suốt đợt dịch vừa qua, khu vực huyện Trảng Bom ngày hôm nay, số ca dương tính đã giảm rất rõ rệt và trong 24 giờ qua chỉ ghi nhận duy nhất tại Hố Nai Ba 2 ca. Và số ca trong 24 giờ qua tại khu vực huyện Trảng Bom chỉ tăng có 2 ca thôi. Và tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Trảng Bom là 4.667 ca. Một tin rất là đáng mừng cho khu vực huyện Trảng Bom lúc này là số ca dương tính đã giảm đi rất là nhiều, chỉ có 2 ca trong 24 giờ qua. Nguy cơ rất là cao hiện nay vẫn đang là Hố Nai Ba và Sông Chầu. Nguy cơ cao là Bắc Sơn, Bình Minh và Thanh Bình. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Vĩnh Cửu chỉ ghi nhận 11 ca dương tính mới, tập trung ở một số xã như là xã Thạch Phú 2 ca, Vĩnh An 8 ca và Bình Lợi là 1 ca. Như vậy là một tin rất là vui tại khu vực huyện Vĩnh Cửu. Đến lúc này số ca dương tính đang giảm rất là nhiều so với trong những ngày qua. Đây là một tín hiệu rất là đáng mừng.
Và hy vọng rằng trong những ngày tới thì khu vực huyện Vĩnh Cửu số ca dương tính sẽ còn giảm để cho mọi người có thể trở lại trạng thái bình thường mới. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Long Thành. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Long Thành đã ghi nhận thêm 5 ca dương tính mới, tập trung ở thị trấn Long Thành 1 ca và Phúc Bình là 4 ca. Một tin rất là vui là tại khu vực huyện Long Thành đến lúc này số ca đang giảm rất nhiều so với những ngày hôm qua. Đây là một tín hiệu rất là đáng mừng, khu vực huyện Long Thành đang là màu vàng và có thể sẽ chuyển sang màu xanh và cuộc sống mọi người sẽ sắp được trở lại trạng thái bình thường mới. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Nhân Trạch. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Nhân Trạch chỉ ghi nhận thêm 61 ca dương tính mới. Đây là một tín hiệu rất là đáng mừng. Trong ngày hôm qua thì khu vực huyện Nhân Trạch số ca là 63 và ngày hôm nay là 61, số ca có giảm. Và hy vọng rằng trong những ngày tới, số ca dương tính tại khu vực huyện Nhân Trạch sẽ giảm và để mọi người có thể trở lại trạng thái bình thường mới. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Tân Phú. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Tân Phú đã ghi nhận thêm 18 ca dương tính mới. Khu vực huyện Tân Phú sau khi trong đợt dịch thứ tư là vùng xanh, bây giờ xuất hiện thêm hai vùng màu đỏ và màu cam là Phú Lâm và Phú Thạch. Và khu vực huyện Tân Phú đang có một ổ dịch tại khu vực đó chính là chợ Phương Lâm. Hy vọng rằng trong những ngày tới thì khu vực huyện Tân Phú số ca sẽ giảm dần và mọi người có thể trở lại trạng thái bình thường mới. Và biểu đồ cuối cùng là biểu đồ trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai cập nhật đến 7 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2021. Đến lúc này tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại tỉnh Đồng Nai là 52.556 ca, số ca tăng là 528 ca. Và một tin rất là vui là toàn tỉnh Đồng Nai vừa mới tiếp nhận thêm 1 triệu liều vaccine và trong những ngày tới sẽ tiêm vaccine cho toàn dân để phủ 100% người dân từ 18 đến 65 tuổi được tiêm mũi 1 cũng như là sẽ tiêm mũi 2 trong đợt thứ 12, 13, 14. Từ ngày mùng 4 cho đến ngày 13, toàn tỉnh sẽ tiêm phủ hết tất cả những người dân từ 18 đến 65 tuổi. Hy vọng rằng trong những ngày tới chúng ta sẽ được tiêm vaccine và mọi người có thể được trở lại trạng thái bình thường mới. Và trên đây là cập nhật tình hình trong 24 giờ qua tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2021 để mọi người cùng theo dõi. Và đến đây, kênh Đồng Nai quê tôi xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một ngày thật nhiều bình an và nhiều sức khỏe để chúng ta cùng vượt qua cơn đại dịch này. Và nếu yêu mến kênh Đồng Nai quê tôi, mọi người có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai quê tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cập nhật tình hình mới nhất tại Đồng Nai.